Chào bạn, chúng mình đã biết cách tính nhân một số với một số trong các bảng nhân đã học. Hôm nay chúng mình cùng học bài mới, đó là bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số. Không nhớ. Mục tiêu của bài này là gì vậy Gà Mơ? Mục tiêu của bài này là giúp chúng ta biết đặc tính rồi tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số. Không nhớ. Bên cạnh đó còn giúp chúng mình củng cố về ý nghĩa của phép nhân đó chuột út. Ồ, mình hiểu rồi. Vậy bây giờ chúng mình đi vào bài học nha. Mời bạn theo dõi phép tính sau. 12 nhân 3 bằng chấm hỏi. Bạn nào tìm được đáp án nhanh nhất nè? Để mình tìm cho. Mình làm tương tự như nhân một số với một số bằng cách chuyển phép nhân thành tổng như thế này nè. 12 nhân 3 bằng 12 cộng 12 cộng 12 bằng 36. Vậy mình tìm được 12 nhân 3 bằng 36 nè. Giỏi quá! Bạn Cáo Nghé suy nghĩ cách làm chính xác rồi đó. Còn bây giờ mình hướng dẫn các bạn đặc tính bài này nhé. Giống như cách đặc tính dọc như mọi khi, bạn viết thừa số 12, sau đó viết thừa số 3 bên dưới, sao cho 3 thẳng cột với 2, viết dấu nhân ở giữa, rồi kẻ vạch kẻ ngang như thế này. Bây giờ bạn thực hiện phép nhân nhé. Nhớ là thực hiện từ phải qua trái và lấy 3 nhân với từng chữ số của thừa số 12 nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Xem mình làm theo các bước nhé. 3 x 2 bằng 6. Viết 6. Viết 6 thẳng cột với 3 và 2 nhé bạn. 3 x 1 bằng 3. Viết 3. Viết 3 thẳng cột với 1 nè. Vậy là chúng mình đã biết cách nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số rồi đó. Nào, bây giờ chúng mình cùng thực hành ở phần bài tập nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.